Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Vũ Trần, anh em Đức Nguyễn, anh em Công Huy, anh em Nguyễn Việt Anh, anh em Louis Trần, anh em Nguyễn Hưng, anh em Trần Mạnh và cuối cùng là anh em Huỳnh Hoàng Anh. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh cũng như là đăng ký hội viên mới để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Đầu game mà cho tôi con Echo này, tôi cũng rất là muốn Echo đầu game. Thế nên là mấy cái con này tôi cũng mua tạm thôi. Đồ trừ khi tôi có cái búa set thì có thể là tôi sẽ chơi luôn. Còn nếu mà không có búa set thì chắc là tôi sẽ Echo. Bây giờ chơi chuỗi thắng thì chỉ có búa set với Blink thôi anh em ạ. Blink thì chơi bắn trưởng, búa set thì chơi đánh tay. Đấy. Nên là nếu mà không có hai cái món đồ đấy thì tôi thường là tôi sẽ Echo. Eco cái mùa này bây giờ nó cũng rất là sướng anh em ạ, nếu mà được hai con Eco sớm. Ui lửa cái búa set rồi này. Tôi thế nào tôi lại được lửa cái búa set chứ. Thì thôi được rồi, để cho ba assassin vào đã xem thế nào. Assassin ở cái thời điểm hiện tại nó cũng là một trong những cái đội hình mà khá là hot đấy, khá là khỏe. Không quá nhiều người tranh. Ừ, đúng thật. Đấy là cái bộ mà không quá nhiều người tranh, giống như cái bộ God Warlock hay là cái bộ Sasori như cái thời điểm hiện tại. Hai bộ đấy khá là nhiều người tranh. Ui, có bộ set luôn này. Và chưa có 3 assassin. Ok. Hay còn lấy búa set không nhỉ? Bây giờ có một cái này mà tôi hơi phân vân giữa cái việc lấy cái búa set đầu game. Bởi vì là bây giờ hay có những cái thằng nó chơi God Warlock ấy anh em ạ. Đấy mà chơi God Warlock mà chúng ta không để dành một cái slot cho cái gậy gai thì nó cuối game nó hơi khó chơi, nó hơi khó chơi. Phải có gậy gai để đánh nhau với cả ác mộng. Anh em ạ, ở đây tôi thấy có cái thằng mua God đây này. God ở vua lên được 2 sao ở đây này. Đấy, dễ là có God ở trong cái trận đấu lắm. Mà God Warlock bây giờ bắt buộc là nó phải có gậy gai. Không có gậy gai không chơi được, kể cả có Doom. Có Doom mà không có gậy gai vẫn không ăn được. Ui này to này. Thằng này hai con 2 sao ạ. Vãi đái. Hai con 2 sao đầu game luôn. Đây, 3 Assassin. Ơ, nhưng mà trận này có vẻ cho cũng Assassin thì cũng ok. Nhưng mà thấy cho cả Exorcist nó cũng nhiều này. Hay là làm ván Exorcist hồi sinh không nhỉ? Lâu lắm rồi không chơi Exorcist ấy. Về căn bản là tại vì cái bộ Exorcist ấy ở trong cái meta này, mặc dù trước đấy là có rất nhiều người đánh giá là cái bộ này là cái bộ tiềm năng trước update ấy. Rất nhiều người là có cái kỳ vọng rất lớn vào cái bộ Exorcist bởi vì họ ở trong game ấy là họ đang bán cái skin của bộ Exorcist. Rất nhiều người kỳ vọng là cái bộ Exorcist nó sẽ rất là mạnh mẽ, nó sẽ rất là imba, nó sẽ rất là khỏe. Đấy, nó sẽ áp đảo những cái đội hình khác, nhưng mà cuối cùng không phải. Exorcist nó rất là lu mờ trong cái meta này. Nói thật với anh em là như thế. Exorcist nó chỉ được mấy cái ngày đầu thôi. Mấy cái đầu ngày đầu mới vào meta ấy, sau đó là đấy anh em cũng thấy rồi. Nó không phải là Exorcist mà nó chính là cái bộ mục sư. Cái bộ mục sư rất nhiều người chơi. Rất dễ chơi, rất dễ trúng thưởng, giữ được máu tốt. Khỏe. Ui đây này lại cho Exorcist này. À, tôi vừa bỏ cái con Exorcist tôi không mua, bây giờ lại ra này. Chuyện này chính ra cho Exorcist nhiều chứ. Đúng không? Chuyện này nhiều, chơi Exorcist ra nhiều thì chơi luôn không? Khỏe đấy chứ, Exorcist khỏe đấy. Nhưng mà cái bộ Exorcist này nó có một cái là nó chỉ khỏe khi mà chúng ta chơi một mình thôi. Chứ còn nếu mà nhiều người chơi Exorcist ấy thì nó cũng không khỏe lắm đâu anh em ạ. Bởi vì là nếu mà tất cả cùng chơi Exorcist thì nó chả có cái tác dụng gì luôn. Nó không có một cái tác dụng gì nếu mà gặp đối thủ chơi Exorcist. Nó không có tác dụng gì luôn. Chúng ta không bị chia máu và đối thủ cũng không bị chia máu. Chúng ta... không có gọi được những cái con zombie và đối thủ cũng sẽ không gọi được những con zombie. Ok. Trận này có God nhưng mà có vẻ như là God mục sư đấy.
Trận này mà nếu mà một mình tôi chơi Aegis Seed thì ngon này. Nếu mà một mình chơi Aegis Seed ấy thì tất cả các cái đối thủ ấy đều là sẽ bị chia máu. Tất cả sẽ đều bị chia đôi máu. Đấy, riêng những cái con Aegis Seed thì nó sẽ không bị chia đôi máu. Là đấy là một cái lợi thế rất là lớn đấy nhá. Nhưng mà sẽ phải lấy đồ nó gọi là full công đấy. Lấy đồ full công cho trận đấu này. Để tôi xem là có chơi được Aegis Seed không. Assassin hoặc Aegis Seed thôi. Đấy, hai bộ thôi. Tôi cứ để đây nhá. Xem là có ra thêm Aegis Seed không. Chả may mà bây giờ ra 6 Aegis Seed sớm thì nó lại ngon. Chứ ở trận này bây giờ tôi đang chưa có cái con Echo ấy. Kiểu lúc đầu mua con Fortuner Teller xong bây giờ đến tận bây giờ vẫn chưa thấy con Echo thứ hai luôn ấy. Ấy ui đây rồi. Vừa nhắc thì có. Thôi rồi, ok. Thế được rồi. Thế thì chắc là bỏ Assassin thôi anh em ạ. Bỏ Assassin thôi, tiết kiệm tiền. Nhá, chắc là Exit đi. Exit đi anh em ạ. Đây này, God Kid này. Lại ra con God Kid nữa này. Đúng không? Tôi thấy là nó là hợp lý đấy. Lẽ ra là con God Kid này là tôi có hai con rồi đấy nhá. Ok thôi được rồi. Bây giờ round 8 thì nó cũng chưa phải là quá muộn để ra được những cái con Echo cho chúng ta giữ máu đâu. Hay quá nhá. Lên được 2 sao rồi này. Thì về lên được 2 sao chắc tôi vẫn up cấp. Giữ 30 tiền làm gì đâu. Chủ yếu là đép cái round quái thôi anh em ạ. Đội hình bây giờ phải mua ở cái round này để đép cái round quái thôi. Ở đây chúng ta đến round 9 rồi. Nếu mà không mua thì cũng chả bao giờ có cái cơ hội để có thể là mua nữa. Đấy, biết đâu mấy cái round sau lại ra những cái con mà chúng ta không thể lên được 2 sao. Hay là không mua được thì sẽ bị toang rau quái đấy. Đấy mà toang cái rau quái mà chúng ta lại up cấp lên ý. Để mà đép rau quái thì nó lại phí tiền hơn ý. Nó tốn tiền hơn nên tốt nhất là cái rau này chấp nhận là chúng ta bị lỗ tiền để có thể là làm gì. Đép được cái rau quái anh em nhá. Đấy, ngoài ra đằng nào tôi cũng sẽ có thể là mất tiền rồi nên là tôi sẽ câu thêm con gấu. Rất là ok. Rau sau lại ra con gấu lại có gấu bán đi lấy tiền đúng không? Ok chưa? Quá ok luôn. Trận này có người chơi kia có phải là ấy không? Có phải là Exit không nhỉ? Tôi nhìn thấy cái thằng top 1 nó có vẻ giống như là chơi Exit vậy. Không biết có phải không? Mà mua khá nhiều Exit vào trong đội hình. Bình thường những cái lineup khác người ta không mua Exit vào đâu. Trận này có cả Beat này. 9 máu luôn ạ. Vãi đái. Đấy, úi dồi ôi. Tự nhiên lại ra con gấu luôn này. Thế là đấy, nó lại cũng có tiền luôn. Bình thường chơi những cái lineup khác thì thường người ta sẽ không có mua Exit vào làm gì cả. Bởi vì nó sẽ bị chia máu. Thường cái bộ Exit này nó chỉ chơi với cái bộ Exit thôi anh em ạ. Nó không chơi, đây là một cái lineup mà duy nhất là theo kiểu là lối chơi độc thân. Đó, tức là chơi một mình, không có chơi với thằng nào hết. Đó, lối sống độc thân đến suốt đời luôn. Nếu mà kết hợp với những cái thằng khác nó bị chia máu. Rất là khó chơi. Cũng chính vì cái kiểu chơi của nó nên là nó kén người chơi đấy anh em. Nó khá kén đội hình, nó khá kén người chơi. Ơ kìa, thôi chết rồi. Sao trông có vẻ toang ấy nhở. Ui cẩn thận nhá. Hơi căng ấy, hơi căng nhá. Ui chắc là ăn được, rồi. Hết hồn. Đó. Ui lại ra gấu ấy. Quá wow, ok. Tiền ở đây chứ ở đâu. Đây là tiền chứ còn đâu nữa. Rồi. Lại bỏ bài vào. Bỏ Echo vào thôi. Bỏ hai con gấu vào câu. À mà thôi. Bán gấu đi lấy 50 tiền anh em ạ. Ra ngoài đủ 50 tiền rồi. Tôi có đủ 6 exit rồi. Lên level 6 cho vào là được. 6 exit nó cũng khá là mạnh đấy. Nhưng mà nó cần phải có 2 sao. Nó cần phải có 2 sao anh em ạ. Ui sao gặp toàn mấy cái thằng siêu đẻ này. Nó đẩy mỗi round cứ gần chục màu luôn. Từ từ nhở. Roll mấy cái đã nhở anh em nhở. Toàn một sao này chưa up cấp làm gì. Roll đã. Kiếm exit đã anh em ạ.
Rồi, cắn máu nữa. Máu, cái lượng máu bây giờ nó cũng khá là thấp rồi đấy. 67 máu anh em ạ. Bán con này đi. Hai con Eco thôi là đủ mà, đúng không? Cần gì cái con God of Light nữa đâu. Bán đi. Tiết kiệm tiền. Và tôi chắc là tôi roll ở 5. Đồ thì cũng có cái búa xét nhưng chưa dám lấy anh em ạ. Tôi vẫn đang phân vân giữa cái chống hồi máu. Trận này cứ phải để xem đối thủ nó định hình, xem là đối thủ chơi cái gì đã. Ok, roll đi. Roll tiếp nha anh em nhá, từ từ đã. Phải 2 sao đã anh em ạ. Bài kiểu ra hơi lừa một chút. Đấy, nó cho ra exit nhưng mà không lên được 2 sao. Khá là lừa. Ui, lại ra trứng ơi. Ra trứng nhiều có thọt tiền đấy nhở. Chết rồi. Ra trứng, mấy cái quả trứng toàn 5 đô rồi anh em. Mấy quả trứng là 5 đô mà mấy cái con bài này chỉ toàn 1 với cả 2 đô thôi. Cùng lắm là 3 đô chứ làm gì đã có 4 đô mà đập trứng đâu. Trứng này đập nó hơi phí. Để xem nó ra cái con gì nó ngon nghẻ. Kiểu như là ác mộng, cái thứ đập thì nó còn ngon chứ. Nhưng mà trận này tôi nghĩ là tôi mấy cái đồ này, tôi lấy cái đồ kiểu đánh tay rồi nên là tôi chắc là tôi không chơi ác mộng co đâu. Đây, tôi lấy cái que rồi. Cái que tí nữa lấy cái gì, lấy cái hút máu trừ giáp. Cộng thêm đấy là một cái chống hồi máu đấy, gậy như ý đi. Bây giờ đằng nào Eco lấy búa xét nó hơi phí. Búa xét lên game phí phế mà. Cái lấy cái búa xét lên game phế lắm. Rồn mãi không ra cung đen 2 sao luôn chứ. Đều thật đấy. Ui rồi ôi, ác mộng này. Con ác mộng này chắc phải lấy thôi. Từ từ đã. Hiện tại chúng ta chỉ cần 6 con Exit thôi anh em nhá. Đủ 6 con rồi, đủ 6 con rồi. Còn cái vụ 9 Exit thì chúng ta sẽ phải form được 6 con Exit trước đã. Full 2 sao đã rồi, sau rồi chúng ta sẽ kiếm sau. Đấy, kiếm những cái con Exit còn lại sau. Bây giờ cứ phải đủ 6 con đã. Thì lấy những cái con mạnh nhất thôi, những cái con hay dùng nhất. Cái con ác mộng thì nó sẽ kết hợp với con Cell Ripper. Thì chúng ta có thêm Warlock ở trong cái bộ 6 Exit. Nên là tôi sẽ lấy cái con ác mộng thay vì cái con God Kid. Đồ này chắc là tôi nghĩ là ở đây là có thể lấy cả cái combo là bắn lan, bắn hai tia kết hợp với cả búa xét ấy. Nhưng mà chưa, sau ra 15 mới tính anh em nhé. Ok, trận này là gặp God đây này. God này không biết là God Warlock hay là God Mục Sư đây. Mà hai cái bộ God Warlock hay God Mục Sư ấy thì chúng ta cũng đều cần phải có cái gậy như ý. Bây giờ món đấy là cái món mà gần như là phải có. Ở trong mỗi trận đấu tôi thường là tôi sẽ lấy cái bắt buộc. Đây là món bắt buộc à. Ok, 6 Exit này. 6 Exit tôi nghĩ là sẽ đép được cái đao quái này thôi. Cái bọn quái này nó cũng sẽ được chia đôi máu đấy. Nó sẽ bị chia đôi máu khi mà gặp 6 Exit. Rồi, tôi roll tiếp nha anh em nhá. Tôi sẽ roll ở level thấp thôi để kiếm cái con cung đen đấy anh em ạ. Con cung đen đen thật sự luôn. Nó đen dã man luôn. Nó là cái con cung đen và nó rất là đen. Nó không lên được 2 sao. Tôi đã roll rất nhiều tiền rồi nhá. Mất bao nhiêu tiền roll rồi vẫn chưa lên được 2 sao. Cay thật. Đúng kiểu Exit lừa. Làm thế nào để nó có thể lên 2 sao sớm nhờ. Ra một con nữa thôi. Tôi chỉ cần nó ra một con nữa là cái quả trứng này tôi sẵn sàng đập luôn. Đập cho cung đen đấy anh em ạ. Đấy, có hai tia này. Cung đen. Ra đi. Ủi giời ơi, ra cái gì? Ra toàn cái gì anh em ạ? Thôi chết tôi rồi, rôn không ra cái gì luôn anh em ạ. Dã man. Có nên đập cái quả trứng này luôn không nhỉ? Có khi tôi đập luôn cái quả trứng này luôn. Không là ôm trứng ấy, nó không giải quyết được nhiều vấn đề đâu. Thôi,
Tạm thời là cứ đập trứng đã. Rồi đập cho Dantlet gánh chút. Con này gánh được. Con này nó cũng gọi là co 3 đô chứ, nó cũng có phải là cái con yếu đâu. Tôi không muốn ôm ba quả trứng và nó không có cái tác dụng gì cả, nên là tôi đập luôn. Hai quả trứng còn lại tôi để đấy, tôi tí nữa tôi đập cho cung đen. Lấy giáp không nhỉ? Ok, lấy một cái giáp. Còn cái giáp xoay có lấy luôn không? Tôi nghĩ là từ từ. Cái này, món này từ từ đã. Chưa. Bình tĩnh. Đây này vẫn thua đây này. Ôi dồi ôi. Đập trứng rồi vẫn thua. Vẫn đang chưa thấy có dấu hiệu nào là có thể đi lên được cả. Từ từ nhá, cái giáp xoay này mua lấy. Lấy sớm ý. Không không không. Không, lấy thì lấy luôn từ đầu chứ lấy bây giờ lấy muộn à. Ui đây rồi, cung đen đây rồi. Đập trứng luôn không nhỉ? Đập trứng luôn cho cung đen không? Hay là thôi để dành? Không, từ từ đã, chưa ghép. Chưa chắc đã là con cung đen làm co. Đồ này xem nào. Đây, lấy cái này đi đã, lấy tạm. Tí nữa mà nếu giả sử nhưng mà cung đen không làm co được thì dồn đồ cho ác mộng. Nha anh em nhá, dồn đồ cho ác mộng xong rồi lấy cái chiến thánh. Để xem đã. Chưa được. Chưa biết. Bây giờ vẫn đang thua sấp mặt đây này anh em này. Ui. Có khi nào eco đến chết không anh em nhỉ? Trông nó căng thế nhỉ? Đánh toàn bị nó đẩy thôi này. Cung đen ơi ra đi. Chán thật đấy. Ui đây rồi. Cung đen lên được 2 sao. Ổn không anh em nhỉ? Ổn chưa? Dã man 38 máu rồi. Trông vẫn chưa thấy ổn lắm anh em ạ. Tôi vẫn chưa thấy ổn lắm. Mẹ luôn ở level 6 mãi không lên được 2 sao. Bây giờ lên được 2 sao thì nó muộn quá rồi ấy. Trông nó cứ bị làm sao ấy anh em ạ. Tôi sẽ chốt đồ cho cung đen nha anh em nhá. Thôi rồi, chốt đồ cho cung đen thôi. Ở đây có cái chống hồi máu tôi lấy luôn. Phải lấy thôi chứ còn cái tầm này bây giờ thua rồi. Không có đồ thì chết đấy. Eco luôn đến chết đấy anh em ạ. Ok đây anh em thấy không? Vẫn thua này. Ảo thật đấy. Mà tôi không hiểu sao hai cái bộ Exit và tôi mất nhiều máu này. Dã man 12 máu luôn ạ. Hai cái bộ Exit gặp nhau và tôi là cái người mất nhiều máu hơn. Cay thật sự. Ôi chết rồi, thế phải roll tiếp. Ok, ác mộng được 2 sao. Hỏng rồi. Level 6 40 tiền, anh em có tin được không? Trận này xuống hố rồi anh em ạ. Chuối giờ chưa thua 13, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Level 6 40 tiền, trong khi đấy có đối thủ sắp lên 9 rồi. Lên 9 đến nơi rồi. Level 8 50 tiền, sắp lên 9 đến nơi rồi. Và hình như là cũng đang chơi cùng bộ, đúng rồi. Top 1 là đang chơi cùng lineup ấy. Sắp lên level 9 đến nơi rồi anh em ạ. Tôi vẫn đang đứng đánh ở level 6. Dã man. Level 9 là họ sẽ là 9 exit đấy anh em. Và tôi chỉ có 6 exit thôi, đỡ làm sao được. Thôi nói chung là cái tầm này đâm lao phải theo lao thôi anh em ạ. Nên là chắc là tôi chơi 6 con rồi anh em. Không chơi được nữa rồi. Tầm này là phải đã đâm lao là phải theo lao thôi. Bây giờ anh em biết là bây giờ tôi cần phải làm cái gì không? Tôi đánh ở level 6 luôn, đánh với 6 con Exit thôi. Chẳng này là bây giờ có 3 quả trứng rồi đúng không? Kiếm thêm 3 con cung đèn nữa để gánh kèo hết. Còn bây giờ ấy bảo tôi up cấp gì, xuống hố luôn. 26 máu bây giờ up cấp không đuổi kịp được. Anh em thấy không? Bây giờ lên 7 còn khó. Bây giờ lên 7 là hết tiền này. Lên 7 hết tiền. Lên 7 hết tiền, lên 8 rồi, lên 9. Ôi trời ơi, nhìn trông cái con đường nó xa xăm lắm anh em ạ. Cái con đường nó rất là dài luôn.
Bây giờ từ 6 và lên 9 nó rất dài luôn đấy. Tiền nó thọt quá rồi anh em ạ. Bây giờ đã chót như này thôi thì chấp nhận thôi. Rôn ở level 6 thôi, chơi 6 con thôi anh em ạ. Không lên được nữa thôi. nó gọi là một lần lỡ bước là một lần có con. Cần rất nhiều tiền. Không biết có nuôi được cái bọn này lên không. Ok. Chuyện này có cả rồng mết đấy. Rồi tôi sẽ lấy cái hút máu trừ giáp. Hút máu trừ giáp nhá, không lấy cấp điên đâu. Hút máu trừ giáp này với cả chốt cái BKB chứ không lấy cái giáp thép. Chuyện này có bắn trưởng đấy anh em. Đánh cho nó an toàn. Từ từ đã. Cái món giáp băng này thì có thể tí nữa để dành lấy cái giáp thép cũng được. Lấy cái giáp thép sau. Rồi, đây rồi, cũng đen đây rồi. Đây rồi. Hợp lý. Hợp lý. Từ từ nha. Quả trứng, một quả trứng để tiết kiệm quả trứng cũng được. Bình tĩnh. Vẫn còn 26 máu. Một lần nữa do nó xả hết tiền. Nếu mà bị lọt tiếp. Ui lại gặp thằng này. Thôi xong rồi. Lên 9 chưa? Chưa. May quá. Chưa lên 9 thì vẫn chơi được. Ok. Được rồi. Hay quá. Rồi. Muốn tiếp. Đánh ở level 6 thôi. Rồi nha, con này vào thay. Cứ mạnh nhất cho vào đã. Từ từ. Luôn thôi anh em ạ. Luôn. Đây rồi, một con cung đen nữa. 12 giây. Thôi tôi phải bán đi đây. Không kịp. Bán con này đi. Không kịp anh em ạ, lóc lại. Còn một con cung đen nữa thôi. Round sau là khả năng lên được 3 đấy. Rồi gặp bọn beat này. Exit ăn được beat không? Bây giờ Exit chắc là vẫn ăn được beat đấy. Ủa tôi chết rồi, không được rồi, beat khỏe quá. Phải 9 Exit mới ăn được cơ anh em ạ. 6 Exit không ăn được beat. Chết rồi, còn 21 máu. Round này buộc con cung đen phải lên được 3 anh em nhá. Tôi sẽ roll hết tiền kiếm con cung đen 3. Một con nữa thôi. Trong lúc đấy tôi sẽ nuôi một vài con nữa lên 3 sao. Đây rồi. Hay quá. Có một hai con lên 3 sao luôn này. Hợp lý. Rồi ok. Đấy, bây giờ cái tầm này bắt đầu lên 9 thôi anh em. Cung đen sau khi mà chúng ta lên được 3 sao rồi thì ok rồi đấy. Ok rồi nha anh em nhá. Đấy, cái tầm này là bây giờ là có thể giữ tiền để lên 9 được rồi. To lên được 3 sao rồi, hợp lý. Con rồng của tôi nó cũng sắp lên được 3 sao rồi. Ok, gặp Goblin này. Nó cung đen 3 sao, liệu có thể đấm được cái bọn Goblin này không? Được đấy anh em ạ. Đấm thấm lắm. 6 Goblin bị bắn như con đây này. Hay. Rồi. Tôi chưa chắc đã là top 8 đâu anh em ạ. Có thằng là sắp top 8, thằng Goblin sắp top 8 mới lơi rồi kìa. Ok. Rồi bây giờ xếp lại đội hình một chút để cho con cung đen là có thể bắn được nhiều hơn. Sáu con anh em ạ. Đánh đúng 6 con luôn. Đấy, có mấy cái nhà lên 9 hết rồi đấy nhá. Có cái nhà 9 Exit rồi đấy. Có nhà 9 Exit rồi đấy. Tất nhiên là chúng ta không sợ, bởi vì làm sao? Bởi vì là chúng ta là Exit nên là nếu có chết thì cũng không có đẻ ra thêm một con gì cả. Đấy, nên là 9 Exit với 6 Exit nó cũng không khác nhau là mấy. Nó không khác nhau luôn. Rồi, ok. Đấy, hóa ra là God Sasori à. Nhưng mà bạn ơi, ôi rồi anh em ơi, anh em nhìn này. God Sasori đấm như con luôn này. Được đấy. Ok, rồi được rồi, chúng ta sẽ up dần cấp lên. Up cấp lên rồi. Chơi cái bộ này ấy, thì tôi không có vứt thêm cái con gì khác vào đâu. Tôi chỉ để nguyên Exit vào thôi anh em nhá. Tránh trường hợp mà gặp những cái bộ Exit
trận này có người chơi Aegis, nếu mà chúng ta vứt mấy cái con linh tinh vào ấy, tí nữa là nó chết là nó gọi đệ ra. Tôi bây giờ tôi còn 21 máu, liệu rằng chúng ta có thể người về từ gọi chết được không này, có thể trở lại được không? Top 1 vẫn là 9 con nhưng mà bây giờ là vẫn chưa phải là 9 Aegis anh em ạ. Mới vẫn chỉ là 6 Aegis thôi, kẹp với cả rồng. Đấy, à không phải, tôi biết tôi chơi gì rồi. Nó chơi ở đấy là 6 Aegis kẹp với cả 5 rồng hay là kẹp với cả mết ấy. Ok, rồi, tôi sẽ chốt đồ. Có thể là cái ba tia đây. Đây cái ba tia trước đã. Giáp thép đây rồi, có giáp thép nhá. Đấy luôn. Ok, rồi, dần dần lên 9 thôi anh em ạ. Cái tầm này bây giờ chỉ cần là gì? Chúng ta thiếu mấy con? Chúng ta thiếu 2 con Aegis nữa đúng không? Lên 9. Cứ lên 9 đã. Lên 9 đã anh em ạ. Đây là có Warlock này, con này có Warlock này. Ok, cũng ngon. Thêm Warlock cho cung đen. Tạm thời như thế đã, chưa có sao Ripper đúng không? Bao giờ có sao Ripper tôi sẽ bỏ ra. Nếu mà chưa có cái bộ 9 Aegis thì có thể là chơi tạm 6 Aegis kết hợp với ở level 8 sẽ là 2 Glacier đi. Cũng được đấy. 2 Glacier kết hợp với cả 6 Aegis kết hợp với 2 Warlock. Cho cung đen vào cánh. Rồi, 9 Warrior. Gặp ngay 9 Warrior ở đây. Ui, 9 Warrior bắn nó như con luôn này. May quá tôi cho kẹp Warlock vào anh em ạ. Tôi kẹp Warlock vào. Tôi kẹp Warlock vào cái bọn 9 Warrior gặp Aegis như gặp bố luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái bọn này nó đến 50% thì nó mới tăng giáp lên cơ. Đấy. À đây có con rồng này ngon. Cho rồng vào được. Rồng được, rồng được, rồng được. 3 rồng kết hợp với cả 6 Aegis à. Cái thằng Warrior nó sợ bộ này lắm anh em ạ. Máu của Warrior nó bị chia đôi ấy. Đó, cái lượng máu nó chia đôi. Bọn đấy nó chỉ giáp to thôi nhưng mà cái lượng máu của nó rất thấp. Đấy, đã chia đôi máu rồi nhá. Xong rồi lại còn giáp nó phải giảm xuống 50% nó mới được x đôi giáp nữa. Nên là nó chưa kịp phản thì đã chết bố rồi. Chỉ cần là dính một combo của ác mộng hoặc là của cái con Agali, à con Evil Clay thôi là gần như là máu nó đã hết sạch rồi. Bọn đấy nói chung là trâu thì trâu nhưng mà gặp cái bọn Aegis thì nó cũng không trâu đâu anh em ạ. Rồi bây giờ tôi có 3 rồng kết hợp với 6 Aegis, 2 Warlock. Game Today hả men à? Ơ tôi đây. Game Today đây gì đó. Game Today đây gì đó. Giời. Bây giờ mới nhận ra tôi à. Tôi vào từ đời nào rồi? 20 mấy nào rồi? Ok, đủ 9 Aegis rồi này. Ừ, thế thì thôi, cho Aegis vào thôi. Đủ bộ rồi. 9 Aegis. Cung đen 3. Quá tuyệt vời. Rồi, lên level 9 thôi anh em. Đấy, tôi đang trên cái con đường đi lên đấy anh em ạ. Nếu mà anh em không nhận ra, nhưng mà tôi thực sự là bây giờ tôi rất là mạnh đấy nhá. Bây giờ tôi rất là mạnh đấy. Bây giờ đủ tiền nuôi mấy đứa con. 9 đứa con à. Đủ tiền nuôi 9 đứa con rồi đấy. Mặc dù là cũng có lầm lỡ, cũng có lỡ bước đấy, nhưng mà bây giờ đủ tiền rồi. Hợp lý. Lên 9 này là ok rồi, đủ bộ rồi. 9 Aegis đánh ở level 9 đủ bộ. Lâu lắm rồi mới gặp một trận à. À thế à, thế trước đấy gặp tôi bao giờ đấy? Gặp chưa, gặp chưa? Ui, anh em ơi, nhìn đẩy này. Đẩy kinh khủng không này? Ui, rồi, ui, gạo đi luôn. 27 máu, không thể là có thể sống được. Anh em thấy chưa? Anh em thấy cái sức mạnh của cái bộ này chưa? Ui, rồi, ôi, nó đẩy cho thì ui, rồi, ôi luôn. Gặp bạn một phần ở mùng 2 Tết là, ui, thế cả năm rồi. Trời ơi, cả năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau một lần à. À thế à? Kinh thật đấy. Khỏe nhé men, dáng ra nhiều clip để cho anh em xem. Ui cảm ơn anh em nhá. Kỳ hóa quá, bạn quân nào đây?
Không biết là bạn Quân nào đây nhỉ? Không biết là anh em Quân này có là hội viên ở trên kênh không, hay là có là fan cứng ở trên kênh không, hay là có comment nhiều không. Đấy, tôi không biết. Nhiều anh em tên là Quân lắm ở trên kênh lắm. Anh em nhìn là có ở trên cái bảng donate ấy là cũng có anh em Phạm Minh Quân. Không biết có phải anh em Phạm Minh Quân không. Anh em Phạm Minh Quân thì donate cho donate 2 triệu, trên 2 triệu cũng là từ cái đợt Tết ấy. Không biết có phải anh em Phạm Minh Quân không. Đây rồi. Ok. Vậy là tôi đang đi đẩy từng nhà một thế này. Khỏe thật sự luôn anh em ạ. Rồi. Thế bây giờ đang có chuối luôn anh em ạ. Thực sự là nó rất là mạnh. Nếu mà chúng ta chỉ có chơi một mình, một mình một bộ thì bây giờ đang rất là bá đạo với 9 Exit đây. Gặp nhà nào cũng đẩy 30 máu anh em ạ. Đây nó gọi là đoàn quân, nó gọi là đoàn quân sắc sống ấy. Gọi siêu đẻ luôn. Làm clip mèo xong à? À ừ, làm clip mèo xong là làm lên cái clip này luôn. Vô danh toàn mèo à? Thế à? Ôi giời ơi, tôi làm clip nào mà chả người ta chả vào, người ta múa theo. Đấy. Clip của tôi chuyên tạo động lực cho anh em chơi game mà anh em không biết à? Anh em nhìn anh em có cái sức ảnh hưởng lớn lắm. Đấy, chỉ cần thấy là tôi múa hay là anh em cũng muốn là bắt chước theo. Cũng muốn là mình cũng phải múa hay như thế vào tạo trải nghiệm cho anh em đúng không? Anh em trải nghiệm khi mà anh em xem video clip xong, anh em muốn trải nghiệm thực tế, anh em vào anh em chơi. Thế thôi. Rồi. Để xem nào, xem là trận này liệu rằng tôi có thể làm được một cái top 1 để có thể lên được cái clip được không. Chén thánh này. U đây rồi, hút máu trừ giáp nha anh em nhá. Kết liễu nhanh tiêu diệt gọn rồi. Còn cái đao quỷ lấy sau. Cái nó gọi là cái gậy như ý ấy. Thì chúng ta sẽ lấy sau anh em nhá. Rồi. Rất căng luôn. Đội quân sắc sống nó quay trở lại thật sự rồi anh em ạ. Dã man, trận này có Exit luôn nha. Rồi. Rồi cái đội hình này thì lên 10 kẹp thêm 5 đô đây anh em. Tôi đang nhắm tới con máy bay trong trận đấu này để có thể kết hợp với cung đen tạo thành cái bộ lùn nữa thì nó sẽ rất là mạnh. Tôi đang nhắm tới con máy bay 5 đô thôi, chỉ còn những cái con khác thôi bỏ qua hết. Không lấy bất cứ con nào cả. Xe Clash Lancer chả để làm gì. Cho vào yếu lắm anh em. Con đấy vào chia đôi máu nó làm được cái tác dụng gì đâu. Còn thay vì là cho con đó, có thể chúng ta sẽ cho máy bay kích hoạt lùn, đánh lùn nó mới hay anh em ạ. Bộ máy mà thêm lùn vào đam cực kỳ to luôn. Kết liễu nhanh tiêu diệt gọn để có thể gọi đệ ra, gọi những cái con sắc sống ra. Nó sẽ tiêu diệt đối thủ cách nhanh chóng nhất có thể. 9 Warrior mới gặp bộ này được xác định luôn. Trời. Đánh đau lắm anh em ơi. Trời ơi, nó đấm nó thấm lắm. Ôi kìa, thua rồi. Thua à? Không, ơ kìa. Đấy, cứ giết được một con lại gọi đệ ra. Đấy, thua đâu mà thua. Khó thua lắm anh em ạ. Trời ơi, cái chuỗi của tôi kìa. Nó phải nói thật sự là nó khỏe thật sự luôn ý anh em ạ. Tôi đang có chuỗi cộng 7 rồi đấy. Tức là từ cái lúc mà tôi bắt đầu tôi chấm dứt cái chuỗi eco của tôi ấy, cái chuỗi thua của tôi ấy, là từ đấy đến bây giờ là tôi là toàn là thắng luôn. Chưa thua một cái nào nào luôn đấy anh em. Đấy, đội hình nó mạnh mẽ đến cái mức độ như thế cơ mà. Đấy không? Mạnh chưa? Ui giời. Quá dã man luôn. Đấy mà nhân tiện đây thì anh em nào mà chưa xem cái clip siêu phẩm mèo thì anh em có thể xem tập trước nha anh em nhá. Tập hôm qua chơi siêu phẩm mèo cực kỳ hay luôn. Đấy, rất là hay, rất là mãn nhãn. Thoát tim anh em ạ. À. Anh em nhá, anh em nhớ anh em theo dõi trận đấu ngày hôm qua nếu anh em chưa xem. Anh em sẽ không tiếc 30 phút của cuộc đời đâu. Cực kỳ hay luôn. Chắc chắn sẽ khiến cho anh em giải trí và tạo lên những cái cung bậc cảm xúc. Rất là hay, rất là hấp dẫn. Rất là nhiều người xem, nhiều người phản hồi lại, nhiều người chơi và nhiều người làm theo rồi. Nên là anh em không thể bỏ qua cái video clip ngày hôm qua anh em nhá. Tranh thủ PR luôn. Rồi ok. Hay không? Hay không? Hay không? Hay không? Úi ôi, đẩy này anh em ơi, đẩy. Trời ơi, đẩy sấp mặt luôn 29 máu. Nó gọi là siêu đẩy luôn anh em ạ. Quá căng thẳng. Tôi nói rồi, cái bộ Exit ấy đừng có kết hợp với những cái khác làm cái gì cả. Chơi Exit là chỉ có chơi Exit thôi anh em ơi.
chơi mà kết hợp Aegis với những cái con khác vào ấy, gặp cái bộ 6 Aegis này nó đấm nó như con luôn. À 9 Aegis. Nó đấm cho nó xong rồi nó gọi đệ ra. Mấy cái con không phải cái bộ Aegis nó máu nó thấp lắm anh em. Nó chia đôi máu à. Mấy cái con tướng 2 đô bình thường thông thường thì nó tầm khoảng 1k2 1k3 máu, chia đôi nó chỉ còn có khoảng 700 máu thôi. Con tung đen này thì đam nó cũng rơi vào đâu đấy tầm khoảng 500-700 máu rồi. Bắn hai phát chết con. Ok, từ bạn ơi. Chết rồi. Ui hỏng rồi. Ôi chết luôn không. Ui bạn ơi. Ui tôi chết rồi. Ui đừng bạn ơi. Cung đen cứu. Ui cung đen cứu giá. Ui vẫn sống anh em ơi. Vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời rồi anh em ơi. Ui rồi ui. Hết hồn anh em ạ. Ok, lên 10 luôn, xả hết tiền luôn anh em ơi. Ôi, đùa với tử thần nó không được đâu. Này thì nhờn với chúng tôi, tí chết anh em ơi. May ra con máy bay rồi đấy. Ok. Ui dồi, ra máy bay 2 luôn anh em ạ. Cơ hội đây rồi. Xuống đối cho máy bay nhỉ. Cái con cung đen ấy nó có một cái vấn đề anh em ạ. Đó chính là nó bị cấm đánh. Tôi mới nhận ra cái con cung đen nó bị cấm đánh. Cái đam của nó rất là to và nó bị cấm đánh cái quả vừa rồi. Nên là tôi quyết định là cho đồ cho máy bay anh em nhá. Không cho đồ cung đen đâu. Ơ kìa. Cái con cung đen thì bị cấm đánh. Cái con máy bay thì nó lại bị cái con rồng nó cứa vào ạ. May quá con máy bay nó hồi máu nhanh. May thật sự luôn. Ui được đấy nhờ. Được đấy. Ui chưa chết anh em ơi. Hết hồn. Cái máy bay chết rồi nhưng mà may quá. Cái quả vừa rồi may chuyển đồ cho máy bay nhá. Không chết á. Rồi vẫn sống. Bây giờ làm nào để đấm chết cái thằng Sasori kia nhờ. Nó đánh ở level 10. Khó chịu thật sự. Con máy bay này nó sẽ bị chia máu ấy nhá. Nó bị chia đôi máu ấy. Cũng phải hết sức cẩn thận với cái việc là dồn đồ cho máy bay. Nó có thể nó sẽ là cái con bị giết chết đầu tiên. Bởi vì nó thấp máu nhất anh em hiểu không. Nó thấp máu nhất ở trên cái bàn cờ này. Ok. Như này đi. Được chưa. Đấy. Cung đen nó sẽ vẫn là cái con to đam nhất. Đam to nhất và chúng ta sẽ kích được lùn nữa. Máy bay chỉ cầm từng đấy đồ đó. Ok, chén thánh nhỉ. Hay BKB. Chén thánh hay BKB. Thực ra BKB 1 là tôi nghĩ là ổn rồi. Trận này nó cũng không phải là cần quá nhiều cái kháng phép làm gì cả. Chúng ta cần chống sốc đam thì chết thôi. Con máy bay này sợ chết lắm. Chén thánh nó hợp lý. Ok. Rồi, bây giờ là sống hay là chết thì nó phụ thuộc vào cái việc là gì. Cái con Sasori ấy, cái con Dazzlet nó cướp được cái con nào thôi. Dazzlet 3 sao mà cướp được vào cái con máy bay ấy, thì thua. Bây giờ làm nào để con Dazzlet ấy nó cứ cướp vào con cung đen của tôi thôi. Thế là ok nhất anh em ạ. Kể ra bây giờ tôi mới nhớ ra là chúng ta chơi ví dụ như là co là con đờ là không cờ lai thì lại ok. Chơi thằng đấy lại ok. Rồi. Ok bạn ơi. Ok lần này thì nó trông có vẻ như là không đâu bạn ơi. Không dễ như thế đâu. Úi dồi đẩy nhiều luôn này. Khác hẳn luôn đúng không? Cho máy bay vào khác hẳn luôn. Có lùn anh em ạ. Có lùn nữa, dồn đam rất mạnh. Vậy là có thể chúng ta sẽ kết liễu của nó ở cái round này đấy. 22 máu không là nhiều nha. Cái bộ này của chúng ta là cái bộ mà một khi mà đã sống ấy là nó sẽ đẩy rất là kinh. Đấy. Bộ này một khi mà nó đã sống là nó sẽ đẩy đối thủ rất là khủng khiếp. 22 máu nó không là cái gì đâu. Rất có thể nó sẽ còn đẩy nhiều hơn là như thế. Đẩy 29 máu, 30 máu. Đối thủ nào có thể cưỡng được. Ok rồi, chúng ta gặp lại. Ui lần này nó cướp được con cung đen anh em ạ. Nhưng mà bây giờ con cung đen nó đã bị thả rồi.
Ok. Được chưa, được chưa, được chưa. Này thì Eclipse, Eclipse này. Ui nhưng mà chưa được, chưa được 22 máu. Ui rồi nó vẫn còn 22 máu kìa. Vẫn còn 2 máu luôn. Ra vừa rồi nhìn thế thôi mà cũng đẩy 20 máu đấy. Nhiều phết đấy, không ít đâu. Ok. Vậy là bây giờ nó vẫn đang là cái thế cân bằng đấy nhá. Cân bằng giữa ba người chơi đấy. Chứ nó cũng không phải là thằng nào hơn thằng nào đâu. Ra vừa rồi là bị cướp cung đen nhưng mà vẫn có thể ăn được nhờ con máy bay nó bắn. Chính ra là nếu mà dồn đồ cho máy bay này là quá tuyệt vời luôn. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Rồi. Ok. Được không, được không, được không, được không, được không. Căng, 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 máy bay vẫn sống, máy bay vẫn sống. Máy bay vẫn sống. Ui, nhưng mà cái con ác mộng của nó có vẻ hơi ghê anh em ạ. Con ác mộng của nó xả trưởng kinh quá. Căng thật sự luôn. Ác mộng 3 sao xả trưởng ghê thật. Ghê gớm thật sự. Kinh đấy anh em ạ. Con ác mộng ghê thật đấy. Quá đáng sợ. Căng nhờ, căng nhờ. Bây giờ thằng nào có thể ra đi. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Rất là căng thẳng luôn. Rất là căng thẳng. Bây giờ là con máy bay nó sẽ phải gánh tôi. Máy bay nếu mà sống mà bắn được thì là thắng. Còn nếu mà chết sớm thì là thua. Đấy rồi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Rồi, ui, thắng rồi anh em ơi. Nhìn là biết là thắng rồi. Nhìn con máy bay bắn nó nhiệt lắm anh em ạ. Ui, nhìn bắn đau chưa kìa. Ui xui ui, xong rồi. Cái chính ra là cái thằng Sasori nó bị cả hai thằng Exit nó đầm ấy chứ. Có ăn được thằng nào đâu. Đấy anh em thấy không? Sasori có ăn được đâu. Có lên sồn tiếp máu cho cái con máy bay này không nhỉ? Thêm máu vào không, máy bay máu yếu sợ toang. Bây giờ là 9 Exit đánh với 6 Exit kẹp với cả 5 rồng. 5 rồng mết, 5 rồng mết. Mà nói chung ấy là cái bộ của chúng ta vẫn ngon hơn. Bởi vì những cái con Exit của chúng ta là nó không có bị chia máu. Chúng ta có duy nhất con máy bay bị chia máu thôi. Thì vẫn cần phải bảo kê con máy bay thôi. Nhưng con máy bay của tôi nó có chén thánh này, nó lại có hút máu trừ giáp. Rất là mạnh luôn. Ok, lấy cái hack nhá. Lấy hack thôi. Rồi, roll chỉ là thủ tục thôi chứ còn nó cũng chả lên được 3 sao đâu. Ok, tôi sẽ lấy cái hack. Rồi, hết cửa rồi, hết bài rồi. Đó. Rao này bắt con rồng nhá, rao này bắt con rồng. Bắt luôn. Ui giời ơi, thế xong rồi bạn ơi. Xong rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ui trời ơi, thế thì lát nhà luôn. Trời, 30 mấy máu ấy chứ không ít đâu. 38 máu luôn ấy hả? Gần 40 máu cho một round anh em ạ. Quá dã man luôn. Đội quân xác sống đã quay trở lại thật rồi anh em ạ. Anh em thấy cái bộ này thế nào? Liệu rằng nó có cái tiềm năng là nó có thể quay trở lại ở trong rank được không? Anh em hãy để lại dưới phần comment nha anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên phải để xem siêu phẩm mèo kết hợp với Insect Toy, siêu phẩm thập tử nhất sinh cận kề cá chết. Và anh em cũng có thể chọn clip bên trái để xem siêu phẩm hay nhất của tháng 12, siêu phẩm được mang tên tận cùng của sự bất lực anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!